mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Lego Việt Nam TV. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chỉnh một bông hoa hồng nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chúng ta sẽ vào phần kiểu. Sẽ chọn móc nin. Đấy, sáng màu liền. Tiếp theo, ta vào chỉnh hình ảnh. Ta sẽ giảm độ sáng chút xíu. Rồi thì tăng bảo hòa màu lên. Giảm môi trường xuống. Tăng thêm độ ấm. Tiếp theo, ta vào đồ thị màu. Ta sẽ làm cho nó trong. Tiếp theo, ta vào ổ điểm. Ta sẽ giảm độ sáng xuống. Tiếp theo, ta vào phòng phim nhựa. Ta sẽ tăng hạt lên một chút. Rồi, thế là hoàn thành. Và tiếp theo, chúng ta sẽ xuất.